Ngọc Trinh tiết lộ cachet kỷ lục 60.000 đô và khẳng định chuyện đi khách trong giới showbiz. Để đánh giá vị trí của chính mình trong showbiz, nếu xếp theo giá cachet thì tôi tự thấy mình ở hạng A, còn xếp theo thành tựu thì tôi không dám, Ngọc Trinh khẳng định. Vừa qua, Ngọc Trinh đã có một buổi chia sẻ thẳng thắn khi livestream về chuyện đời, chuyện nghề cũng như quan điểm về tình yêu của mình trước công chúng. Thẳng thắn bóc trần chuyện đi khách trong showbiz. Lúc đầu bị một số người nhận định là gái bao, tôi rất là buồn, nhưng sau hơn 10 năm trong nghề, giờ thì cũng quen rồi, tôi tự xác định trong đầu rằng ai nghĩ gì thì kệ họ, mình không có thì thôi, không cần quan tâm. Chỉ cần có người thân ở bên mình, rồi bạn bè đi ăn uống, du lịch với nhau, thế là đủ để tôi vượt qua dư luận. Tôi cũng chẳng muốn thay đổi gì trong quá khứ cả, vì có quá khứ thì mới có hiện tại, có sai lầm thì mới có mạnh mẽ để vượt qua, để trưởng thành như hôm nay. Về chuyện đi khách trong showbiz, tôi thẳng thắn bóc trần một số người, nhưng không khẳng định hay vạch mặt trực tiếp ai cả. Tôi chỉ nói chung chung như vậy thôi nên chẳng sợ và cũng chẳng ai chơi xấu tôi đâu, kể cả việc chơi xấu bằng bùa ngải cũng không có. Về bùa ngải tôi nghe rất nhiều, từ chính người thân và bạn bè mình, báo chí cũng nói nhiều nhưng tôi không tin. Kể cả người thân và bạn bè có tin thì tôi cũng không tin. Vì đến chính chuyện tình yêu của tôi, mọi người cũng đồn tôi bỏ bùa anh ấy nên tôi càng không tin chuyện bùa ngải. Tuy nhiên tôi vẫn khẳng định vấn đề đi khách thực sự là có trong showbiz. Không bao giờ yêu kẻ trắng tay. Quan điểm tình yêu của tôi lúc trước và bây giờ chỉ thay đổi một chút thôi. Ngày xưa, chưa có điều kiện, tôi chỉ muốn người đến với mình phải lo được cho mình từ A đến Z. Còn bây giờ, điều kiện tài chính của mình khá ổn nên tiêu chuẩn đó không còn nữa, mà quan trọng là phải đủ bản lĩnh. Vì quen một cô gái làm trong showbiz thì lắm tai tiếng lắm. Nếu không có niềm tin cho nhau thì khó bền. Tuy nhiên người đó vẫn phải kiếm tiền nhiều hơn tôi. Tôi khẳng định luôn là không bao giờ yêu một người đàn ông nào đó không có gì trong tay. Đó là quan điểm thực tế của tôi. Tôi không bao giờ mù quáng trong tình yêu. Kể cả người đó có yêu mình say đắm và hy sinh hết cho mình thì tôi cũng khẳng định là không yêu. Những anh chàng như thế sẽ không bao giờ đập vào mắt xanh của tôi. Chuyện chồng con của tôi, bố mẹ dưới quê dục lắm, cả anh chị nữa, vì anh chị em đều có gia đình hết rồi. Hiện tại tôi có 9 đứa cháu liền, ở quê tôi 22 tuổi mà chưa lấy chồng đã là ế, huống hồ 28 tuổi như tôi. Nhưng tôi sẽ để khi nào duyên tới thì đón lấy, chứ không ép buộc bản thân mình. Cách đây gần 2 năm, tôi có đặt tiêu chuẩn là 28 tuổi sẽ có con, nhưng rồi không hoàn thành, nên tự nhủ là sẽ không đặt ra như thế nữa. Đến tuổi nào lấy chồng sinh con thì cứ đợi duyên tới thôi, ông trời cho thì mình lấy chứ không tự đặt nữa. Nhưng tiện nhắc về chuyện tình yêu, tôi với anh Hoàng Kiều vẫn giữ mối quan hệ là bạn bè bình thường. Khi tôi có gì cần giúp đỡ trong cuộc sống thì anh ấy vẫn giúp đỡ tôi. Tất nhiên đó không phải sự giúp đỡ về vật chất mà là những thứ khác không nói ra được. Thành công đến quá sớm khiến người ta ganh ghét. Tôi đã cố hoàn thiện bản thân rất nhiều, ngày xưa bị nói là ăn bám, thì bây giờ tôi đã từ số vốn của bạn trai cho mà kinh doanh thành công. Mọi người đã nhìn thấy sự thành công ở mình, từ một cô gái bị ghét 100% mà giờ đã đỡ hơn 70% rồi, chứng tỏ mọi người đã hiểu mình hơn, đó là một quá trình phấn đấu của tôi. Để khiến những người ghét mình thay đổi thái độ về mình, chỉ có cách duy nhất là cho họ thấy con người tôi rất là thật. Tôi dám làm, dám nhận và họ biết hoàn cảnh gia đình của tôi thế nào, nên từ ghét mà chuyển sang yêu thương mình. Không riêng gì tôi, tất cả nghệ sĩ đều vậy, chẳng ai muốn bị ghét cả. Nếu mình bị một số người hiểu lầm thì sẽ cố gắng để họ hiểu mình hơn. Còn với những người khác vốn gì đã ác cảm với mình, ganh tị với những gì mình đang có, với thành công của mình làm gì họ cũng ghét thì không cần quan tâm đến họ. Họ ganh tị với tôi vì tôi là một cô gái hiểu biết không nhiều, kiến thức không nhiều, học hành chẳng tới đâu, hoạt động showbiz cũng ít ỏi, vậy mà lại thành công gặp nhiều may mắn. Những cái tôi có quá sớm khiến một số thành phần ganh tị. Về vấn đề này, tôi công nhận cuộc đời của tôi được như bây giờ là 70% nhờ may mắn, chắc do mẹ tôi phù hộ. Trong thành công tôi đạt được, cái mất của tôi là ra đường không được tự do thoải mái. Còn cái được là được mọi người yêu thương, kinh doanh thuận lợi hơn. Giữa được và mất thì tôi thấy được nhiều hơn mất. Từng nhận cachet kỷ lục tới 60.000 đô nhưng vẫn không dám đóng vai gái làng chơi. Tôi rất thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy và muốn theo đuổi nó. Nhưng tôi tự đánh giá khả năng diễn xuất của mình rất tệ nên sẽ đầu tư hơn vào diễn xuất trong thời gian tới. Tuy diễn xuất tệ nhưng tôi lại nhận được rất nhiều lời mời đóng phim.
Thế mà tôi vẫn chưa đóng thêm phim nào ngoài phim mình tự thực hiện vì đưa ra giá cachet cao quá, chưa ai trả nổi. Mức cachet cao nhất tôi nhận được trước giờ là 60.000 đô cho một show quảng cáo về mỹ phẩm. Tôi thường nhận lời mời vào vai một cô gái đẹp ngây thơ trong sáng. Thi thoảng cũng có những vai lạ hơn, cá tính hơn. Nhưng 8 trên 10 lời mời là vào kiểu nhân vật thật thà đáng yêu. Hiếm lắm mới có kịch bản mà tôi trở thành nhân vật quá khác tôi bên ngoài. Kiểu vai gái làng chơi tôi chắc chắn không nhận vì tự thấy đóng không đạt. Đóng cảnh nóng thì được, chứ đóng cảnh gái làng chơi lạ lướt với đàn ông thì tôi không đóng được. Thà tôi tăng cân để đóng vai béo mập xấu xí, chứ gái làng chơi thì tôi chịu, chưa đủ kinh nghiệm sống để đóng. Ngoại hình tạo nên sức hút cho tôi. Để đánh giá vị trí của chính mình trong showbiz, nếu xếp theo giá cachê thì tôi tự thấy mình ở hàng A, còn xếp theo thành tựu thì tôi cũng không dám. Tôi là một đứa không có thành tựu nào hết, nhưng tôi biết tiền khách hàng trả cho mình còn hơn cả thành tựu mình có. Tôi biết giá trị của mình ở đâu và họ cần gì ở mình, đó chính là độ hot, sự quan tâm của công chúng dành cho mình. Và tôi nói thẳng luôn, sức hot của tôi 90% là do bề ngoài, chứ chẳng phải giá trị sâu xa gì. Với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi thì là như vậy. Nếu không có cơ thể này, làn da trắng này, khuôn mặt trẻ lâu như này thì tôi không phải là Ngọc Trinh nữa. Về ngoại hình, tôi chấm cho mình được 8 trên 10. Tôi tự thấy cái mũi của mình không đẹp và cười lớn thì bị hở lợi. Nhô phần nhú răng ra, tôi cũng tính sửa mũi, nhưng nghe nói đây là tướng số của tôi. Sửa đi sẽ không còn may mắn nữa, nên tôi không sửa. Tin vào tướng số và hay đi coi bói lắm. Chị coi bói phán tình duyên của tôi rất lận đận, còn trong showbiz thì chịu thị phi rất nhiều. Trong năm nay, sự nghiệp của tôi được bói là rất tốt, mọi người hãy chờ xem nhé. Trang Trần tiếp tục gây sốc, tuyên bố nghệ sĩ Xuân Hương không đủ tư cách mắng cô vô văn hóa. Trang Trần tung bằng chứng phủ nhận mình đã xin lỗi nghệ sĩ Xuân Hương, cùng những hình ảnh cho thấy vợ cũ Thanh Bạch cũng từng thiếu tôn trọng những bậc cha chú. Mới đây, Trang Trần đăng tải lên trang cá nhân đường dẫn với nội dung nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ đã nhận được lời xin lỗi của cô hậu scandal bị chửi vô văn hóa. Nữ người mẫu cho biết thông tin cô xin lỗi vợ cũ MC Thanh Bạch sau khi tìm hiểu thực hư, đồng thời có suy xét thấu đáo về sự việc là sai sự thật. Ngoài ra, Trang Trần còn chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hương bình luận về phát ngôn của một người đáng tuổi cha tuổi chú với những lời lẽ thiếu tôn trọng. Bình luận, chị ấy rất văn hóa với người bằng tuổi bố mình, như một cách Trang Trần khẳng định nghệ sĩ Xuân Hương không có tư cách gì để mắng cô vô văn hóa. Trước đó, Trang Trần từng dùng nhiều ngôn ngữ tục tiểu nói về nghệ sĩ Xuân Hương sau khi cho rằng đàn chị trong nghề kiếm chuyện gây sự với các nghệ sĩ trẻ và nói cô vô văn hóa. Nghệ sĩ Xuân Hương sau đó đã lên tiếng rằng chị không biết Trang Trần là ai, nên không có lý do gì để bảo cô ấy là vô văn hóa này kia. Nghệ sĩ Xuân Hương cũng chia sẻ với báo giới rằng thông tin Trang Trần dùng một tài khoản Facebook để nhắn tin xin lỗi chị vì những phát ngôn không hay trước đó sau khi tìm hiểu thực hư, đồng thời có suy xét thấu đáo về sự việc. Nghệ sĩ Xuân Hương cũng cho biết chị đã làm đơn để kiện Trang Trần vì tội xúc phạm thóa mạ người khác. Ít người biết hoa hậu gợi cảm này là em gái của Trương Ngọc Ánh. Trai Nguyễn, hoa hậu châu Á tại Canada, là em họ của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Trai Nguyễn là người đẹp gốc Việt sinh ra lớn lên tại Canada. Năm 2015, người đẹp sinh năm 1996 tham gia cuộc thi nhan sắc Miss Asia Canada, hoa hậu châu Á tại Canada và đăng quang ngôi vị cao nhất. Từ khi có giải thưởng danh giá, Trai Nguyễn được công chúng quan tâm và chú ý hơn. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng hoa hậu xinh đẹp trẻ trung này lại chính là em họ của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Do sinh sống ở Canada và Việt Nam, nên thỉnh thoảng Trai Nguyễn mới hội ngộ Trương Ngọc Ánh trong các sự kiện giải trí trong nước. Được biết, Trai Nguyễn cũng có đam mê nghệ thuật giống chị gái nổi tiếng. Thời gian qua, cô về Việt Nam hoạt động nhiều hơn và đang học thêm tiếng Việt, cũng như tham gia các lớp đào tạo diễn xuất để chuẩn bị tấn công showbiz. Ở độ tuổi 21, Trai Nguyễn đang sở hữu nhan sắc hoàn hảo với gương mặt cuốn hút cùng vóc dáng đầy nóng bỏng và gợi cảm. Với lợi thế ngoại hình, giải thưởng sẵn có cùng sự hỗ trợ của Trương Ngọc Ánh, Trai Nguyễn được kỳ vọng sẽ là nhân tố sáng giá của làng giải trí Việt Nam. Cận cảnh gương mặt xinh đẹp của hoa hậu Trai Nguyễn. Trai Nguyễn khoe chân dài thẳng tắp trong một vài sự kiện tham gia gần đây.